Clip này mình xin hướng dẫn các bạn làm bình nước phụ chế thành bình sữa nha các bạn. Thì mục đích để làm cái này là cái gì? Thứ nhất là nó kiện, đẹp nha các bạn. Gọn, mà thấy không? Ở đây rất là gọn nha các bạn, thấy không? Thì chế bình này rất là cũng là đơn giản. Chúng ta có thể được, nếu mà gọn như vậy thì chúng ta rửa xe, chúng ta có thể rửa trong đây. Ở đây thường thường bình phụ nó dướng này đúng không, rửa nhiều khi cái lồng nó không rửa được, cái này làm dơ máy chúng ta khó khăn khi rửa các bạn nha. Mình làm như vậy thử gọn thì gió lùa nó cũng thoáng, nó mát máy ngay cái lồng nữa các bạn đó. Trên đây cái nhiệm vụ kích nước á là để tản nhiệt rồi đó. Thì chế bình sữa cũng rất là đơn giản. Ở đây nè, bình sữa chúng ta cũng thấy cái mực không biết là đó mm nữa không ạ. Đó, chúng ta có thể quan sát nước hụt lên xuống rất là vui các bạn. Rồi thì bây giờ chúng ta cần phụ kiện là một cái bình sữa. Bình sữa như thế này, rồi gỡ đi. Và một cái ống, ống cao su chẳng hạn, ống như vậy, ống như vậy. Một cái bình sữa các bạn, con sữa em bé đó, đã có ml luôn các bạn, mức đo luôn. rồi một cái cuộn băng keo non các bạn, một chai keo 502 nữa các bạn, rồi một đống dây gút như thế này để chúng ta gút vô bình sữa, gút vô cái cách nước để cho nó ôm như vậy, và lót giải đây nha các bạn, lót giả hoặc là cao su đây để cho nó đừng có nóng, cái nước đừng nóng qua bình sữa nha các bạn đó. Thì bây giờ nè, dụng cụ nè, keo 502, ống thun cao su, một cái cuộn keo non, bình sữa và miếng giải, một đống giải dày càng dày tốt nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chế nha các bạn. Rồi mình tắt clip một cái để mình chuẩn bị dụng cụ chế nha các bạn. Rồi chúng ta cần một cái cây này để hơi nóng để chích vô cái bình sữa này. Vị trí chích chúng là, bạn thấy không, cái thanh lên 120m cho chích đây nè, đó giữa đây nè, nên cái ngấn này tới cái ngấn này phải không, chích ở giữa đây thôi được rồi đó. Rồi chúng ta có thể là dùng quạt quẹt hoặc là cái đèn khò khơi nóng cái này nè để chích vô đây. Rồi xong rồi chúng ta có cái ống cao su nó mới chọn đây, ống cao su chọn đây chúng ta mới lấy cái quần keo non này nè quấn đây cho quần keo hay nó bao lấp nữa, không nó không xì nước ra. Rồi thực hành đi. Rồi hơi nóng cái này để chích cái lỗ bình nhựa nha. Rồi cứ làm từ từ thôi, cho nó nóng để chích vô cái phần nhựa ở đây, nó lủng lên chỗ nào có thể nhét ống. Với nhét ống làm sao mà cho nó chừa lên khoảng 1cm, 2cm ở đây nha, để cho nước nó không bị, các bạn đừng có để sát quá, phải không, bạn phải chừa như đây nè. Đó, ống nó chừa cao khoảng 2cm như đây. Rồi nói chung ở mực 50ml á đó. Rồi chích vừa vừa thôi, nó nóng lắm, đánh dấu lấy son đánh dấu. Đánh lại đi. Rồi đó bạn thấy không, đánh dấu đây nè đó. Rồi chích vừa vừa thôi, coi chừng nó quát quá. Rồi nhớ là bằng cái ống cao su đừng có để quát rộng quá các bạn, rộng quá không, hẹp quá không, rộng quá chúng ta chích hẹp trước đây, từ từ chúng ta vô từ từ thôi, chứ rộng quá không cũng không tốt. Rồi nhét nó vô, cố nhét nó vô đi các bạn, được không? Lấy dít dẹp nữa, dít dẹp canh xanh. Rồi khoét vô, khoét xung quanh cho nó cho nó rộng ra xíu. Chúng ta là càng làm đẹp nó càng thẩm mỹ các bạn, dễ quan sát nước các bạn. Xe đi máy nước mà không quan sát được hụt nước là lòn nước vô máy nguy hiểm lắm các bạn. Vô đi, cho nó vô, nhét càng khít càng tốt. Rồi cho nó chừa, nó khoảng 2cm cho lòn dưới luôn. Nó rất là kiện và gọn, gọn cục máy các bạn. Đó, rất là gọn các bạn. Gọn. Đó, bên nước phụ kia rầm rà quá. Rồi chúng ta quay lại.
đó, cứ nhét nhét gì á cho nó càng khít càng tốt, miễn sao rồi chưa 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 khoảng cách nè, để cho nước nó giật lên giật xuống đó, khoảng cách như đây nè, không đừng có để cho cái ống nó sát quá. Rồi chúng ta bắt đầu dùng băng keo non quấn xung quanh lại để chúng ta bịt lại nó không có bị nước chảy các bạn đó, tùy theo các bạn muốn quấn bao nhiêu quấn, thẩm mỹ của các bạn. Rồi ngắt ra coi, cho nó coi. Rồi thấy không ạ? Đó, đó cho nó bít ở xung quanh là mấy cái khe. Rồi bắt đầu chúng ta chưa khoan lưu ý, khi mà nhiễu kim sắt chúng ta hạn chế nhiều quá, nó chảy chảy đây nó làm lem cái nhựa các bạn. Cứ cẩn thận từ từ thôi, nhấp từ từ thôi, xung quanh thôi, chúng ta nó lem ra ngoài nó chảy dơ hư bình sữa mình hết. Tại kim sắt nó chảy xuống là khó cạo rồi các bạn. Rồi nhớ là vừa đủ cứng thôi, không cần nhiều các bạn, nhiều quá nó lem ra hết, nó cháy nhựa luôn á. Rồi chúng ta có thể để 1-2 phút, ok các bạn. Đó thì nhiệm vụ cái ống này á, cái ống này á là từ cái két nước hồi về bình phụ đó, khi mà nóng và khi mà nguội này nó giật về các nước, từ cái đống này giật về đó các bạn, do áp suất thôi. Cái đó chúng ta phải tìm hiểu thêm về nguyên lý hoạt động của các nước. Còn cái bình sữa này chúng ta có thể lấy kéo, chúng ta cắt cái này cho bự ra xíu, bự cỡ lỗ cái tâm nhang á đó, để cho nó thông hơi ra, cho nó thoát hơi ra, nó không có bị nóng các bạn, thoát hơi nóng ra chút xíu cho nó nhanh các bạn đó. Rồi chúng ta có thể dùng nước giải nhiệt, nước giải nhiệt đổ vào trước luôn cũng được. Đó, đổ vô các bạn canh khoảng tầm 100 đến 110 thôi được rồi. Hoặc là 120 đẹp cũng được. Rồi đổ đi. Rồi đổ đi. Canh lên 120 thôi. Rồi ok. Nguyên lý là không được đổ đầy bình các bạn, tại vì nước trong cát nó còn hụt về nữa các bạn. Đó, chúng ta để mức 120, nước trong cát nó còn hồi về đây nữa và nước trong bình nó sẽ hụt xuống, giật lên hụt xuống các bạn, phải cho nó chừa một khoảng như đây. Rồi chúng ta phải đóng nắp lại, treo bình sữa lên, đóng nắp lại. Đây, hoàn thành rồi. Nhớ các bạn, cái ống lúc nào nó cũng phải như vậy, không được sát thấp quá, đó, nó cỡ 2 cm mà 1,5 cm. Còn cái ống này chúng ta chỉ có thể câu cắt nước. Câu như thế nào thì bây giờ cầm đi, cầm sữa. Như vậy. Các bạn thấy cái ống không? Ống này sẽ vô cách nước này nó như vậy nè, đó này, đó nó chỉ vô đây thôi đó. Rồi dây rút, chúng ta mua dây rút dày dày xíu, lót một cái tấm vải xếp hình chữ nhật á, lót đây để cho nó cái nóng kim loại này không có nóng qua đây. Chúng ta sẽ rút xung quanh đây đó, rút như thế này hai cái lỗ các bạn, rút vô tùy các bạn muốn rút bao nhiêu, thẩm mỹ của bạn nha các bạn. Đó, đậy nắp này nhớ cho cứng chắc nha các bạn. Đó, treo sao cho thẩm mỹ như vậy. Ngoài ra những cái thứ liên quan như cái bát sắt thì chúng ta có thể cắt nè, cái bát sắt ở đây nè, treo nè, chúng ta có thể cắt ở đây cái bát sắt, thấy không, cắt bỏ không được nữa đó, gá ngót rất là gọn nha các bạn, thấy không. Đó, xếp đây, bát sắt này là nhiệm vụ là để treo cái kích nước ở đây thôi, thấy không. Đó, có bát sắt nó ngang qua vậy nè, nó xếp hai con ốc nhưng mà nó cắt một nửa ở đây tới đây đó, nó còn xếp con ốc để giữ cái hàng này thôi. Đó, tùy các bạn có thể muốn chế bát nào cũng được, thấy không các bạn. Đó, ghim vô cái ống hồi nãy mà nó còn nó ghim vô đây. Rồi chúng ta có thể kẽm buộc cứng cái này lại. Rồi xong, khi mà đổ nước các bạn muốn châm là châm đường này hoặc là châm đường này cũng được các bạn, miễn sao là nước nó thường châm châm hai nó giật hồi hoặc là bay hơi ra chút xíu các bạn. Đó, nếu mà xe mình nóng rất là gọn thẩm mỹ các bạn. Đây mớ cái này mớ rồi, bên này cũ rồi các bạn, rất là đẹp các bạn. Đó rồi cận cảnh thôi các bạn. Đó, cái bình sữa chỉ với 15.000 đồng thôi các bạn. Rồi nhỏ gọn, nhớ cho keo cứng cái này các bạn. Đó, chúng ta treo vậy, gắm cái cọng dây vô đây, treo như vậy rồi là xong. Còn những thứ liên quan các bạn bỏ hết,
không cần thiết, đừng có sợ. Đây là cái ống nước xưng cô hồi về thôi, nước từ máy hồi về. Vô kịch nước, nóng quá, nước nóng quá bốc vô đây. Bình, nó hiểu đơn giản vậy, nguội nó sẽ hồi bằng hấp xúc vô đây. Rồi, chào bạn. Đây là clip mà chế bình sữa đơn giản cho các bạn nữa bạn. Các bạn có thể tự nhà nghiên cứu thêm.